Trước trận đấu gặp Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7, huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị chiến thuật như thế nào? Hàng thủ của đội đã tổ chức phòng ngự chặt chẽ và cần tăng cường tổ chức phát pressing. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đánh giá rằng việc phát pressing khá ổn định nhờ vào cách áp sát nhanh chóng và sự phối hợp hợp lý trong việc giải tỏa áp lực sau khi tranh được bóng. Tuy nhiên, nếu đội tuyển nữ Việt Nam tỉnh táo và lì lợm hơn, việc tăng cường sự liên kết trong phát pressing sẽ tạo áp lực lớn hơn đối với đối thủ. Bên cạnh việc tổ chức phát pressing, đội cũng cần rèn luyện tấn công linh hoạt, tận dụng cơ hội phản công và sẵn sàng ăn miếng trả miếng trong trận đấu. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhận xét về cách chơi của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Mỹ, đánh giá rằng đội đã biết cách thoát pressing và tổ chức phòng ngự tốt. Các cầu thủ Việt Nam đã tạo sức ép ngược lại với đối thủ bằng cách đẩy đội hình lên và thể hiện thái độ thi đấu ngoan cường, chủ động thoát pressing. Bài học từ trận này là chúng ta cần tổ chức vây giáp, cầm bóng linh hoạt với cự ly đội hình và khoảng cách vị trí các tuyến phù hợp để tạo nên tâm lý hưng phấn, thoải mái gây áp lực ngược lại đối thủ. Đá với đội tuyển Mỹ, mặc dù thua tầm vóc nhưng chúng ta không thua bóng bổng, đồng thời cần cải thiện phòng thủ trung lộ để hạn chế các tình huống đối thủ tấn công hiệu quả.